mình mua cái giống bơ, cái trái bơ thương phẩm bình thường á, mình đem về mình ăn xong rồi mình quẳng hột đại ra đó, rồi nó lên rồi nó có trái lên, giống như là mình cũng không có quan tâm gì nó, tại vì xưa giờ thì dòng bơ thì ở Tây Nam Bộ nó chẳng bao giờ có trái, thì thấy có cây này nó nằm ở hông nhà đó thì nó lại có trái. Với tính hiếu kỳ sẵn có, anh Phi quyết định lấy bo ghép và đem trồng, nhân ra từ vài ba cây đến nay được trên 90 cây đầu dòng. Hiện nay cây có đường kính tàn khoảng 4m, cao 4,5m, đang cho trái rất sai, từ 70 đến 100kg một cây. Giống bơ sáp HB, viết tắt từ tên Quỳnh Phi, cho trái khá lớn, trọng lượng trung bình từ 600 đến 800 gram một trái, dạng trái thon dài, giống màu xanh đậm có điệp trắng. Riêng cái dòng bơ của mình trồng ở Tây Nam Bộ này thì được có cái là nắng nóng nó vẫn có trái và năng suất rất là cao. Dù cho mình chín khoảng chừng 4 hoặc 5 ngày, nó vẫn là một khối thịt màu vàng chứ không có phải là có chỉ đen giống như bơ ở Đà Lạt. Nhờ chất lượng tốt nên giá bán của giống bơ này khá cao, dao động từ 35 đến 55 ngàn đồng một ký, tức là gấp 2 đến 3 lần các loại bơ có xuất xứ từ Đà Lạt.